Hai tháng sau loạt lùm xùm giữa cặp bài trùng đình đám của làng nhạc Việt, Jack và KICM, dường như cả hai đều đã chọn cho mình lối đi riêng với những định hướng phát triển sự nghiệp khác nhau. Nhiều thông tin cho rằng KICM sẽ chuẩn bị đi du học vào thời gian tới để nâng cao khả năng của mình với âm nhạc, còn Jack sẽ sớm trở lại sân khấu sau loạt ồn ào. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin KICM quyết định đi du học trong thời gian tới. Theo thông báo từ trưởng FC Keys của KICM, anh chàng sẽ tạm dừng sự nghiệp âm nhạc để thực hiện ước mơ còn dang dở. Tin tức này có thể khiến nhiều khán giả sững sờ. Tuy nhiên, các fan lâu năm của KICM đều biết về dự định đi du học đã được anh chàng lên kế hoạch từ lâu nhưng phải gác lại để tập trung cho hoạt động cùng Jack. Không để cộng đồng Keys chờ đợi lâu, KICM đã nhanh chóng có câu trả lời thông qua tính năng Story Facebook của mình. Anh chàng động viên người hâm mộ và tiết lộ thời điểm lên đường cụ thể là vào tháng 2 tới đây. Trong khi đó, nhiều thông tin khẳng định Jack đã tìm được công ty quản lý mới và sẵn sàng trở lại với âm nhạc. Vậy là bộ đôi sóng gió một thời gian gắn bó như anh em đã không còn có thể đi chung một con đường nữa. Thời gian qua, scandal mâu thuẫn rạn nứt tình cảm với Jack khiến tên tuổi của KICM bị ảnh hưởng không ít. Với động thái tạm đóng băng sự nghiệp lần này, người hâm mộ hy vọng mọi ồn ào sẽ lắng xuống và KICM sẽ có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về bước đường tương lai. Về phần của Jack, mong rằng với những dự án còn dang dở, anh sẽ sớm trở lại và bùng nổ hơn nữa trong tương lai.